Đến tiết nhưng học sinh không lao bảng, cô giáo có cách trừng phạt khiến cả lớp tởn tới già. Mới đây, một đoạn video của cô giáo trẻ quay lại khoảnh khắc trừng phạt học sinh của mình do không lao bảng khi đã đến tiết dạy, liền thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, lúc này đã vào giờ học, tuy nhiên trên bảng vẫn còn nguệch ngoạc vài dòng chữ của tiết học trước để lại. Thay vì gọi học sinh lên để xóa đi hoặc tự tay giải quyết chỗ phấn đấy, thì cô giáo lại có một chiêu trừng phạt khiến cả lớp tởn tới già. Cụ thể, cô giáo đã viết đè lên những dòng chữ cũ của giáo viên trước đó, cứ thế viết hết dòng này đến dòng khác mà chỉ cô mới hiểu được nghĩa, còn các em học sinh ở dưới thì khóc thét vì nhìn mãi cũng chả biết cô đang viết gì. Sau một hồi bị cô trừng phạt, nhiều bạn trong lớp phải lên bảng dùng khăn xóa hết những nét chữ cũ của giáo viên trước đó đi để tìm cách đọc dòng chữ mà cô giáo vừa mới viết vào. Mặc dù cách làm này có phần hơi nặng tay, vì để xóa được những nét chữ cũ mà vẫn giữ nguyên được chữ mới thì thực sự rất khó. Tuy nhiên, có lẽ sau buổi học này, cả lớp sẽ không bao giờ quên xóa bảng mỗi khi vào tiết học mới nữa. Nhiều người sau khi xem xong clip còn hài hước chia sẻ rằng hồi xưa đi học đến tiết mà quên lau bảng là cả lớp bị cho ngồi vào sổ đầu bài, cuối tuần cả lớp còn phải ngồi nghe cô chủ nhiệm phạt nữa cơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!